Vậy lắp 3 đi ha. Bây giờ chúng ta đang 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 vướng bài lắp 3 tính tiền điện luôn đúng không? Bài số 1 tính học lực, bài số 2 phương trình bậc nhất. 2.2 phương trình bậc 2, bài số 3 tính tiền điện. Ok. Như vậy ở đây chúng ta sẽ làm lắp 3 new project. Và nhớ đặt cái tên project giúp thầy. Bạn nào để chữ project không tính. Com 108.00.123.quang bình. Chấm lab 3. Com Ctrl A, Ctrl C. Việc này mình làm được không ta? Bạn nào mà nói khó thì nói giùm thầy. Còn thầy không biết nó khó chỗ nào. Rồi. New folder. Mở cái này ra. Lưu. Ctrl S. Lại dán vào. Như vậy cấu trúc của chúng ta là có project, có tên file giống với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài 3. Thì trong này chúng ta sẽ viết trước là void bài 1. Bài 1 của mình mở đóng ngoặc. Và ở trong này các bạn sẽ viết code. Thầy chỉ viết nội dung thôi. Bài 1 của chúng ta làm gì? Bài 1 của lớp 3. À, xét cái điểm chương trình tính tính học lực ha, xét học lực. Còn xét như thế nào thì các bạn sẽ làm theo lớp. Bài số 2. Bài 2 của chúng ta là giải phương trình bậc nhất. Giải phương trình bậc nhất thì hôm trước mình cũng đã có giải rồi. Phương trình bậc 1. Bài 2.2 là phương trình bậc 2. 2.1. 2.2 là phương trình bậc 2. Bài 3 là tính tiền điện. Rồi, mình đang mới nói về menu thôi. Vậy thì mình đang có 4 chương trình cho 4 yêu cầu. Và tí nữa mình sẽ viết code vô đây. Đến đây kịp không? Kịp ha. Bây giờ mình sẽ viết một cái menu ở trên. Menu. Mở ngoặc, đóng ngoặc. Enter. Và đối với lại menu thì các bạn sẽ xuất ra. Trước tiên là các bạn xuất ra. Phương trình bậc 1, phương trình bậc 2. Tính tiền điện. Và mình thông báo cho người ta chỗ này là nếu chọn số 1 thì xét học lực. Chọn số 2 thì phương trình bậc 1. Chọn số 3 thì phương trình bậc 2. Chọn số 4 thì tính tiền điện. Đến đây kịp không? Kịp không? Và hôm trước khi mà mình thoát á thì mình chọn gì? Có hoặc không đúng không? Bây giờ bạn có thể thoát bằng cách chọn số 0 thoát. Tùy nhé. Bạn nào muốn mà có không thì hôm trước quay lại bài cũ. Còn bây giờ thầy sẽ có thêm một cách khác. Nếu như chọn số 0 thoát. Nếu như chọn số 0 thì thoát. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh shift key. Và để sử dụng lệnh shift key thì các bạn khai báo chỗ này một biến chọn.
để tí nữa mọi người sẽ nhập vào. Và mình sẽ thông báo chọn một chức năng. Chọn một chức năng phải scan phần trăm gì? Phần trăm D phải và chọn. Bây giờ mình đã lấy được cái số 0 hoặc 1 hoặc 2, 3, 4 của người dùng người ta nhập vào. Đến đây kịp không các bạn? Bạn nào không kịp thì cứ nói không kịp. Mình phải dứt điểm từng đoạn một. Chứ còn làm xong rồi hôm sau cũng kêu em không hiểu về menu là bó tay luôn. Không hiểu chỗ nào là nói không hiểu ngay lúc này. Như vậy đến đây chúng ta sẽ sử dụng CK. Nếu như mà các bạn không bắt đầu thì thầy không bao giờ hỗ trợ được. Chắc chắn không hỗ trợ được. Thầy hỗ trợ khi các bạn cùng chạy. Cho dù các bạn đi thì thầy cũng kéo các bạn đi. Còn nếu mà thầy, các bạn không muốn đi, thầy bồng không nổi. Không thể. Khi gì? Không. Bây giờ mình nói không là thoát mà. Thì khi không. Không mình làm gì? À mình làm exit 0. Kết thúc. Rồi, chỗ này tạm biệt cái. Tạm biệt. Vậy thôi. Thông báo cho người ta biết là kết thúc. Rồi sau đó thì exit 0. Mà đã là exit thì có cần press không? Chương trình nó đóng mất tiêu rồi, đâu cần press đâu. Có cũng được, không cũng được. Mà nếu có nó cũng không dùng. Bởi vì cái lệnh exit là nó đã đóng chương trình rồi. Ha, cho nên chỗ này chúng ta không cần press cũng được, mặc dù nó là lệnh key ở trên. Key 1 làm gì? Thì xuất ra câu thông báo chơi chứ làm gì? Chưa làm gì hết mà. À chỗ này mình gọi chức năng 1 chứ, quên, gọi bài 1. Bài 1. Red. Đến đây kịp không? Nếu như ở trên này mà chọn được nhập vô là số 1 thì nó sẽ nhảy đến đây. Nhảy đến đây thì nó gọi bài bài 1 để thực thi và thoát khỏi vòng lặp key này. Những bạn giơ tay hồi nãy bây giờ đến đây kịp không? Không kịp giơ tay tiếp. Không kịp giơ tay tiếp, mạnh dạn đi nè. Nếu hiểu chúng ta đi tiếp, còn nếu không hiểu thì dừng. A 32 hiểu không? 32 là em á, đúng rồi. Press là gì ta? Ừ. Rồi bây giờ đi tiếp sẽ hiểu. C A S E. Nếu là 2 thì gọi bài 2. Bài 21. Bởi vì đó là phương trình bậc nhất. Và press, bây giờ mình có hai cái lệnh press mình mới thấy có ý nghĩa. Hôm trước mình cũng demo luôn rồi. Nếu như cái lệnh press này mà bỏ đi thì giả sử chúng ta chọn số 1, nó xuống nó làm xong câu 1, nó lại đi tiếp xuống nó làm ở đây là bài 2 tiếp. Nó không có thoát. Cho nên cái lệnh press này là để nó dừng cái lệnh seek key ngay tại đây. Tại vì nếu mình chọn số 1 thì chỉ cần làm bài 1 là đủ, không làm nữa. Không làm nữa thì kết thúc. Kịp không? Tiếp tục. Chúng ta sẽ có
Khi 3. Bài 2.2. Chấm phẩy. Break. Khi 3. Khi 4. Bài 3. Chấm phẩy. Rồi, ở đây default. Default thì ghi cái gì? Print. Vui lòng chọn chức năng. Từ 0 đến 4. Tại vì 0 là thoát. 0 là thoát. Cho nên là chọn từ 0 đến 4 thì nó mới có chức năng. Còn những cái khác thì không có chức năng. Và ở đây chúng ta đang sử dụng 0 để thoát. Chỗ này chúng ta gọi menu. Mở đóng ngoặc. Chạy. Rồi thiếu chấm phẩy. Ok. Số 1, enter, xét học lực. Bây giờ lặp lại sao ta? Lặp lại. Chỗ này chú ý nè. Cái bài này của thầy nó khác hôm trước. Bài hôm trước là mình hỏi có tiếp tục hay không. Còn bài này không cần hỏi. Tại sao? Tại sao không cần hỏi? Tại vì nó có số 0 rồi. Nếu chọn số 0 là thoát. Cho nên cứ lặp lại vô tư. Lặp lại thoải mái nha. Rồi. Chỗ này số 1. Chức năng 1. Số 2. Phương trình bậc nhất. Số 3. Phương trình bậc 2. Số 4. Tính tiền điện. Số 5. Chọn chức năng. Số 0. Thoát. Không cần hỏi. Không cần hỏi là có tiếp tục không. Mặc nhiên là tiếp tục. Còn muốn thoát chọn số 0. Đó là cách. Như vậy thì đây là menu của chúng ta. Và bài tính tiền điện thì chúng ta bị vướng cái gì? Tính tiền điện. Người ta nói rằng là nhập vào số điện bậc 1 từ 0 đến 50 tính chừng đây. Bậc 2 từ 51 đến 100 tính chừng đây. Vậy thì giả sử mình có 60 ký điện tính làm sao? 60 ký. Tính làm sao? Là lấy 60 nhân 1734. Ừ. Rồi, ok. Như vậy các bạn chú ý giùm chỗ thầy chỗ này. Đối với bài này chúng ta đang có cái dấu chấm này. Control Shift. Ok. Mình đang sẽ có một số cái định nghĩa. Giả sử như ở đây mình có là bậc 1, bậc 2. Nó cố định không? Số tiền của bậc 1, đơn giá của bậc 1 cố định không? Cố định. Vậy thì mình thử sử dụng hằng số đi. Hằng số. Chỗ này constant in bậc 1 bằng chỗ này là phải float chứ. Này in các bạn. 1000. Cái này là 1678 đồng á. Đó. 1678 đồng. Được không? Tương tự như vậy, bậc 2 cho đến bậc 6. Bậc 2 3 4 5 6.
bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6. Rồi, như vậy chúng ta đã có mức tiền của từng bậc. Bây giờ mình sẽ có số tiền điện, tức là số kilowatt điện. Vậy mình sẽ có một cái biến in kilowatt giờ để mình lưu thử là tháng này mình xài hết nhiêu. Print nhập vào, nhập số kilowatt, số ký điện đi, nhập vào số ký điện chấm phẩy scan phần trăm d phẩy kilowatt giờ. Tức là mình xem thử tháng này mình xài hết nhiêu. Bây giờ nó có những trường hợp nếu như mình xài mà từ 0 đến 50 thì tính giá này. Vậy chỗ này mình sẽ chia ra trường hợp mình sẽ có cái tiền điện ở đây nữa. Phải tiền. Tổng tiền mình gán bằng 0 trước đi. Chưa xài ký nào. Vậy xuống đây mình nếu kilowatt giờ mà nhỏ hơn bằng 50 thì làm gì? À, thì tổng tiền nó sẽ cộng bằng gì? Kilowatt giờ nhân với bậc 1. Có phải là số tiền điện của mình bây giờ là nó chỉ lấy tổng số kilowatt nhân với tiền điện bậc 1 không? Ví dụ như mình xài 40 kg thì nó sẽ lấy 40 nhân điện của bậc 1. Bậc 1 mình định nghĩa đây là ra số tiền điện tháng đó. Còn cộng bằng là sao? Thì tổng tiền bằng tổng tiền cộng. Kịp chỗ này không? Thì thay vì tổng tiền bằng tổng tiền cộng thì mình ghi là tổng tiền cộng bằng. Đó là cách ghi thôi. Kịp chỗ này không? Hả? Rồi. Nếu như nó không phải là nhỏ hơn bằng 50, vậy nó lớn hơn 50. Nếu nó lớn hơn 50 thì mình kiểm tra gì? Không phải mà nhỏ hơn bằng 50, mà là LIF. Kilowatt giờ. Đây có gì? Từ đến 100, cho nên nhỏ hơn bằng 100. Nếu trong trường hợp mà nó nhỏ hơn bằng 100 thì mình tính bằng cách nào? Giả sử như nó 60 kg, ha? Lấy 50 kg nhân cho bậc 1. Ok, như vậy chỗ này chúng ta sẽ sử dụng dấu nhọn. Thứ nhất là tổng tiền sẽ cộng bằng 50 kg đầu tiên nhân cho bậc 1 cộng với số kilowatt giờ trừ cho 50, tức là số còn lại nhân cho bậc 2.
nhân cho bậc 2. Được không? Ví dụ như được 60 kg. 60 kg có phải là 50 kg nhân cho bậc 1. Còn lại 60 trừ cho 50 là 10 kg tiếp theo nhân cho bậc 2. Kịp không ta? Bạn nào không kịp chỗ này giơ tay. Rồi, một bạn. Còn ai nữa không? Hai bạn. Hết chưa? Ba. Ok. Bây giờ nè, tiền điện của nhà mình tháng này mình xài hết 60 kg. Và người ta cho mình định mức là nếu mà dưới 50 kg thì mình sẽ tính tiền điện là 1.000. Mà dưới 100 kg thì sẽ tính tiền điện 1.200. Vậy 60 kg tính sao? Ừ. Thì mình để bậc 1 bậc đồ nó phức tạp vậy chứ. Còn bây giờ người ta cho nè 50 kg đầu và tính giá 1.000. Và từ 51 cho đến 100 là tính giá 1.200. Vậy 60 kg này nó có phải là bằng 50 kg đầu tiên nhân với 1.000 không? Cộng với 60 trừ 50 nhân với 1.200. Phải vậy không? Còn ai giơ tay nữa không? A, 3, 2. Hiểu chưa? Ok. Như vậy chỗ này tổng tiền của mình là bằng số cho phép của mức 1 nhân với bậc 1 cộng số kilowatt trở lại. Như vậy thì đến thời điểm này nếu như mà nó lọt vô cái line này thì số tiền điện của mình khoảng bao nhiêu? Số kilowatt giờ khoảng từ mấy đến mấy? À, từ 51 đến 100. Bởi vì nó lớn hơn 100 nó không lọt vô đây. Cho nên yên tâm. L if tiếp. Nếu như kilowatt giờ mà nhỏ hơn hoặc bằng mấy? À, ở đây là 200, 300, 400. Như vậy chỗ này là 200. Nếu tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tính tiền điện bằng cách 50 nhân bậc 1 cộng với gì? 50 nhân bậc 2 cộng với kilowatt giờ trừ 100. Bởi vì mình lấy 50 nhân bậc 1 rồi, 50 nhân bậc 2 rồi, thì còn lại là kilowatt trừ 100 nhân bậc 3. Ví dụ nhà mình bây giờ không xài 60 kg nữa mà nhà mình xài 130 kg. Và người ta tính mức điện là từ 101 cho đến 200 là giả sử như là 1.500. Như vậy mình biết mình hình dung được cách tính không? Được ha. Không có quá khó khăn, nhìn là mình đã thấy rồi. Chỗ này 50 kg đậu nhân cho 1.000, 50 kg sau. 50 kg sau nhân cho 1.200. Và 130 trừ 50 trừ 50 nhân cho 1.500. Phải vậy không? Trừ 50 trừ 50 là trừ 100. Như vậy chúng ta đã có nhỏ hơn 200. Nếu kilowatt giờ
mà nhỏ hơn hoặc bằng 300 thì làm gì? Copy cái này ra rồi sửa lại. Các bạn có thể gõ đi cho nó nhớ. 50 bậc 1, 50 bậc 2, bậc 3 được nhiêu? Bậc 3 được nhiêu đây? Từ 101 đến 200. 100 số ha. Như vậy chỗ này sẽ có 100 số nhân với bậc 3. Vậy thì mình sẽ số còn lại là mấy ta? Trừ mấy? 200 nhân bậc mấy? Nhân bậc 4. Và tương tự như vậy, nếu như số kilowatt giờ mà nhỏ hơn bằng 300 chứ sao là 3, nhỏ hơn bằng 400, nhỏ hơn bằng 400 thì tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy 400 là nhiêu? Từ 200 đến 300. Nhỏ hơn bằng 400 là lên mức này. Từ 200 đến 300. Đúng không? Là mình cộng 100 nữa nè. Đây. Từ đây lên đây 50, 50, 100, 100. Như vậy chỗ này nếu như nhỏ hơn bằng 400 thì 50 bậc 1, 50 bậc 2, 100 bậc 3 và 100 nhân bậc 4 cộng với kilowatt mình đã tính hết nhiêu rồi? 300 nhân bậc 5. Rồi tiếp tục. Trong trường hợp nào nữa không? Mình có bậc 6 à. Bậc 6 là còn lại. Cho nên chỗ này mình sẽ L có ít nữa không? Không. Tổng tiền của mình nếu mà nó đã lên đến đây rồi, bậc 3, bậc 4 và bậc 5 thì tính nhiêu? 100 nhân bậc 5 cộng với trừ cho mấy? 400 nhân bậc 6. Như vậy đây là cái đoạn code mà tính tiền điện của chúng ta. Hả? Hoặc nhọn nào? Thầy đâu có mở đâu. Nó có một lệnh nè. Nếu như nhiều hơn một lệnh thì chúng ta mới mở đóng. Còn đây trong lệnh if này, lệnh if này nó chỉ có mỗi lệnh này. Trong lệnh if này có một lệnh này, trong lệnh if này có một lệnh này. Không cần mở và đóng. Trong lệnh L này chỉ có một lệnh này. Đó. Như vậy giả sử bây giờ chúng ta lưu và chúng ta chạy, chúng ta chọn chức năng 4. Chức năng 4. Nhập số tiền điện 50 kg. Mình thiếu cái gì? Mình thiếu xuất tổng tiền. Sau khi kết thúc lệnh if, mình sẽ print số kilowatt giờ 2 chấm cách ra phần trăm D xiệt T tiền điện 2 chấm phần trăm D phẩy kilowatt giờ phẩy tổng tiền. Như vậy mình sẽ xuất ra được tiền điện. Số kilowatt giờ phần trăm D để nó đưa ra mình có bao nhiêu kilowatt tiền điện phần trăm D. Chọn chức năng 4. Kilowatt 10 kg. 10 kg tiền điện bằng 0, sai. Tại sao tiền điện bằng 0? Tổng tiền bằng 0 kilowatt giờ. Nếu kilowatt giờ mà nhỏ hơn 50. À, chỗ này cộng bằng, tự nhiên thầy để nhân bằng.
Không thì nhân không lúc nào mà chẳng bằng không. Rồi bài số 4, 10 ký. Tiền điện 16.000. Tại vì giá của mình là 1.600. Rồi chức năng 4. Nếu như tiền điện của mình trên 50, ví dụ như 60. Chức năng 4. Tiền điện của mình là 120 ký thì nó ra là 210.000. Đó, như vậy mình chọn chức năng 0 thoát. Tạm biệt rồi thoát. Như vậy chúng ta đã làm được menu và chúng ta đã hoàn thành được bài tính tiền điện.